Mà chúng ta sẽ bấm phím M này, chúng ta sẽ có một cái bảng vật liệu. Mình sẽ tạo một cái file mới. Grid tạo một file mới có tên là số 2. Chúng ta sẽ làm trên vật liệu số 2 này. Lúc đầu chúng ta đã có 3 cái vật liệu này đúng không ạ? Và vật liệu tường nữa là 4. Ta bấm phím M mình sẽ hút cái vật liệu này. Đây chúng ta có một cái vật liệu là gỗ này, có map băm là như này thôi, còn bạn muốn sâu cái map gỗ nên bạn sâu đây thì thành gỗ thôi. Bạn thích sâu 1.2 này, thì vì nếu mình sâu này này thì để có đôi khi mình nhìn thấy map băm nó như nào thôi. Đó, sâu map gỗ này. Tiếp theo chúng ta có cục vật liệu tên là vải. Nó lại kéo đi một tí nhé, hút đây. Đây vật liệu vải nó được nối bằng này map. Đó. Sâu cái map này này. Đấy, sẽ nổi lên chưa này. À, tiếp theo đến vật liệu đó là vật liệu sàn. Này. Và tiếp theo là cục vật liệu đó là vật liệu tường. Đó, vật liệu tường. Trong cái tường này thì mình được đặt rất là nhiều vật liệu nhưng mà thực ra nó chỉ có một cục vật liệu này thôi này. Đây là cái map multi subject. Làm sao để nó có được cái map multi subject này thì nó hoạt động như sau. Nếu mà chúng ta bình thường như thế này thì bạn đang hút là nó đang thành bằng này cục vật liệu rời đúng không ạ? Nhưng ví dụ mình sẽ copy và mình attach các đối tượng này. Chọn đối tượng này đúng không ạ? Chỉ cần ba đối tượng này thôi. Mình sẽ copy ra một đối tượng khác ở trên mặt tốt. Copy thôi. Sau đó bạn convert một đối tượng sang Edmoly. Chọn chuột phải, chọn attach. Bạn check kích chọn vào. Và cái khối bóc này. Để chế độ là mask ID to material, ok. Tiếp tục bạn add tiếp đối tượng này vào. Ok tiếp. Bây giờ bạn mở bảng vật liệu lên. Đây bốn đối tượng này bây giờ nó đang là một là nhau rồi đấy. Được chưa? Nên chúng ta bấm phím M bạn hút vật liệu. Thì bây giờ đối tượng này nó sinh ra một cái cục vật liệu khác. Đây. Có tin là multi subject. Đó. Thì trên cục vật liệu một cái này bạn hiểu nôm na nó sẽ mang ba yếu tố của ba đối tượng khác nhau. Đó. Khi bạn hút vật liệu vào bất kể một ô nào thì nó sẽ bị gặp tình trạng như này, thì khi bạn hiểu nôm na là trong cái phần vật liệu này của mình nó đang bởi ba yếu tố. Còn nếu mà chúng ta trên một cái poly trên cùng một đối tượng thôi, đây là ba đối tượng rời nhau nhé, mình sẽ delete hai khối này đi. Lại delete khối này đi. Ở đây giờ chúng ta nếu có hút vật liệu nó vẫn báo lên một cục vật liệu multi mới. Đó, như thế bấm phím M nha. Đây mình cần chọn A mình xóa hết đi, delete đi. Rồi mình đưa về giữa phần đối tượng đúng không, đưa về giữa này. Giờ bạn hút nó vẫn báo là có ba cục như thế. Đó, vẫn báo là multi. Đó. Giờ đối tượng này ví dụ giờ mình áp cái đối tượng này trở lại một cục vật liệu bình thường. Vừa nay mình tên là kích đút vào đây. Chuột phải và áp vào đối tượng select. Để kỹ là đối tượng select đối tượng nào thì chúng ta chọn vào đối tượng đó này mà áp lại. Bây giờ cả đối tượng ta chỉ mang có một một vật liệu thôi. Rồi chúng ta hút. Xóa hết cái này đi nha, đến đi đi. Rồi mình hút lại đối tượng ta chỉ có một đối tượng mà nó không có vật liệu tên là multi subject nữa. Là chúng ta chỉ có một. À, nó vẫn nó nằm trong đối tượng cũ à. Vẽ một đối tượng mới nhé. Để làm lại từ đầu. Vẽ một cái teapot hay một khối sphere đi. Ăn quy này. Nó để tạo ra một điểm thứ nhất chúng ta áp 4 này. Chúng ta cần vào đối tượng thái poly. Bấm phím M nha. Xóa cái này đi. Rồi chúng ta sẽ kéo ra cái cục vật liệu, ví dụ như là kéo là ba bốn cái cục này ship. Ở đây chúng ta đặt tên là từ màu xanh màu đỏ đó. Đi fill về mình cho màu xanh này đi. Tiếp theo cục đi fill này mình đổi cho thành màu đỏ. Và cục đi fill này mình cũng kích mình đổi. Ok. Bốn cái cục này giờ mình áp vào từng poly từng mặt của đối tượng.
này cụm này mình áp vào màu xanh, cụm này mình áp vào đỏ, cụm này mình áp màu xanh lá. Đấy. Thì chúng ta trên cùng một đối tượng thì chúng ta cũng có thể áp nhiều nhiều chất liệu, nhiều map vào cho nó, được chưa? Sau đó chúng ta bấm phím M thì bây giờ nó sẽ nổi lên một vật liệu có tên là Multi Subject. Đấy. Nó bao gồm các cái map này, được chưa? Mình không thích cái map này màu xanh nữa mà mình muốn áp một cái phần gỗ gỗ gì vào và thuộc tính của nó là gỗ chẳng hạn. Ví dụ kích đúc vào đây nhá, trong phần diffuse này mình sẽ muốn map một cái map bitmap, ví dụ một cái vân gỗ nào đó đi. Đây vân gỗ này, và chúng ta trong phần reflection chúng ta có một chút phản chiếu, cho nó phản chiếu như này chẳng hạn. Rồi nào chúng ta cũng cho thuộc tính là chấm chấm 5 đi. Đó. Nó sẽ có độ mờ, bạn muốn có cái nền thì sâu cái nền nó lên thôi. Đó. Chúng ta muốn băm thì áp đối tượng này xuống kéo nó thành băm. Mà thích nó thành đen trắng thì đen trắng, không nó băm rồi đấy. Như vậy đây chúng ta đã có một vật liệu gỗ. Chúng ta không thích cái vật liệu này bằng màu đỏ nữa mà đổi thành vật liệu gương hay là vật liệu inox rồi. Cho thành inox vỏ vàng nha, inox ám vàng. Thì fill cho màu đen này. Cho vật liệu vàng nhé, reflection chúng ta cho phản chiếu màu vàng. Thường một diffuse này không nhất thiết phải màu đen đâu, đen vừa thôi. Ok. Thì vàng bạn muốn thường vàng phản chiếu chỉ khoảng tầm chấm chấm 992 thôi. Chấm 92 nhé. Hoặc là chấm 82 gì đó. 82. Đấy là vàng vàng mờ ít. Còn không thì bạn cho chấm trên chấm 9 thì nó bóng hơn. Đó. Cái màu thì là ám màu vàng, và thường thì vàng thì sẽ bỏ qua trong số phích đen này, nó sẽ phản chiếu nhiều. Nó muốn có cái này thì cho cái này nó sâu lên thôi. Đây là vật liệu vàng. Đó. Rồi cái màu xanh này bạn thích, nếu bạn muốn có một vật liệu vải nào đó, vải trong diffuse này áp một mát vải giúp map. Đây có mắt vải đâu, đây mắt vải. Thường cái mắt vải này mình sẽ áp thêm một cái mắt phone off vào nữa để cho nó mềm. Đây phone off, mắt một. Bạn nhìn nếu mà bể mắt một thì nó chuyển vải chuyển như này cũng được, đôi khi bạn muốn. Đây mắt hai. Thì đây nếu như này thì nếu mình không chỉnh cái gì thì hai cái map này nó là một thì chẳng có tác dụng gì cả, for off này không có tác dụng. Thì thường for off thì mình sẽ đưa thêm một kênh con là con lách vào một trong hai cái đối tượng này. Đó, để chỉnh nó màu, một là nó sáng lên, hai là tối đi thì nó mới ra vật liệu for off, còn không nó không ra for off. Đó. Cho nó sáng lên hoặc là tối đi. Đó. Thì kết quả cuối cùng là đối tượng ta sẽ được cái một vật liệu vải mềm như thế này. Đó, theo cái tông của nó. Còn kích đúc vào for off thì bạn nhìn đây. À, thì nó không còn màu nữa mà chỉ là hai đối tượng đây, không còn cái màu màu này, nó không cần thiết đâu mà chỉ bị hai đối tượng này. Đó. Vậy thôi, giờ mình hút lại đối tượng nha, mình tạo một file mới. Ok, và đa phần khi các bạn hút vật liệu sẽ gặp tình trạng như này, hút đây. Đó. Được chưa? Đấy là cách chúng ta gặp. Khi gặp này chúng ta hiểu là trên một cái đối tượng này người ta đã attack, có thể attack cái bàn, cái ghế,